Mình vừa đọc qua lướt mà qua thằng Nam Nay Khôn. Hôm nay không đưa con trâu què cái gì sợ xấu mất mặt không ăn được cái gì đi. Xin lỗi mày đi. Người ta có giá trị gấp 1000 lần mày. Tao nói thật đấy. Có nhiều người muốn gặp Huyền còn không được. Có nhiều người muốn xin chụp ảnh cùng Huyền không được. Mày comment cho đấy mày có cái giá trị gì? 3 đời 7 đời nhà mày chưa chắc có một người nào mà thật sự là nhiều người yêu quý như Huyền. Còn tao như thế nào thì mọi người hiểu. Là nhiều đồ mấy á. Trời ơi, có cái nem này cắn rất là ngon. Nhưng mà không có đâu. Hôm nay mình nói thật. Mình nói thật là những cái bạn mà được ăn học đàng hoàng ấy, những cái bạn mà lành lặn ấy, những cái bạn đã như thế, các bạn đã